Anh có bán màu nước dạng thạch thi mi không? Không nha, bên anh không có bán mấy cái màu đó nha. Đấy là hồi trước thôi, nhưng mà bây giờ thì sao? Nói chính xác hơn thì đây là màu red dạng thạch của Himi. Nó khác với màu nước vì độ che phủ của nó tốt hơn, cho nên là dễ làm cho nhiều bạn nhầm lẫn. Để thể hiện sự mạnh mẽ trong cá tính thì mình chọn một màu hồng. Có cả 18 và 24 màu cho bạn khó khăn trong việc lựa chọn. Bên trong sẽ được tặng kèm một cái palette pha màu như thế này. Đây là nhìn nó giống cái cục thạch để ăn lắm luôn á. Nhớ cảm giác mà ngồi bóc mấy cái hộp này ra nhìn thích dã man. Bóc ra tôi còn tưởng nó là bóc hộp sữa chua định liếm luôn đó chứ. Với một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế như tôi thì sẽ phải ngồi xếp lại màu sao cho nó đúng tông thì mới chịu à nha. Ui rồi ơi, cái quả màu này nó che phủ còn sướng hơn cả cái cách bạn che giấu quỷ đen của mình luôn. Đặc biệt là cái cảm giác vẽ khi mà hòa trộn màu thì nó thật sự rất khác biệt so với màu nước hay là màu acrylic nha, rất là đã tay. Bạn cũng có thể sử dụng màu này để loang giống như màu nước. Đặc biệt, đây là loại màu mà bạn có thể chồng nhiều lớp lên với nhau mà không sợ bị ảnh hưởng bởi lớp màu trước, rất phù hợp cho những bạn nào mới tập vẽ.